Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Review sách kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh. Bí quyết sinh tồn trong ngành sale thông thường, người ta cho rằng nguyên nhân hàng đầu khiến một doanh nghiệp hoặc cá nhân thất bại là thiếu vốn. Không phải vậy. Trên thực tế, doanh nghiệp thất bại trước hết là do ý tưởng của họ không được chào bán đúng lúc, nhanh chóng và với số lượng thích hợp, và thế là họ cạn tiền. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ bán hàng không tốt. Không một người chủ nào có thể xây dựng doanh nghiệp của mình mà không hiểu yếu tố quan trọng mang tên bán hàng này. Dòng tiền thu được từ bán hàng chính là dòng chảy của doanh nghiệp. Vậy tại sao chúng ta lại không đầu tư vào các kỹ năng bán hàng cơ chứ? Hãy đọc cuốn sách Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh của Grant Cardone để nắm được những bí quyết sinh tồn trong ngành sale đầy khó khăn này nhé. Tác giả cuốn Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh. Tác giả sách Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh là doanh nhân Grant Cardone. Ông được người ta nhắc đến với danh xưng tự phú tự thân nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ. Tác giả này còn là một chuyên gia bán hàng quốc tế, một diễn giả tạo động lực và tác giả của rất nhiều cuốn sách bestseller. Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh, dẫn đầu hay là chết? Là những cuốn sách được dân sale coi như báu vật. Sách của Grant Cardone thường tập trung vào cung cấp những hướng đi, giải pháp cho doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời kỳ suy thoái kinh tế hoặc xã hội có nhiều biến động. Những chỉ dẫn trong sách thường đánh thẳng vào những điểm yếu hoặc nỗi lo sợ thầm kín mà chính những người làm sale cũng không nhận ra mình đang gặp phải những khó khăn này. Nội dung cuốn Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh. Tổng quan. Về tổng quan, cuốn sách Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh giúp chúng ta bán được hàng ngay cả trong điều kiện kinh tế khó khăn bằng cách san bằng nỗi e sợ không được khách hàng phản hồi. Chúng ta cũng học được cách làm đầy phễu bán hàng với các thương vụ mới và duy trì thái độ tích cực, ngay cả khi bị khách hàng chối từ. Chi tiết, sách Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh bao gồm 21 chương với nội dung như sau. Chương 1, bán hàng. Một phần tất yếu của cuộc sống. Chương 2, nhờ có người bán hàng. Thế giới không ngừng vận động. Chương 3, những người vĩ đại. Chương 4, giao dịch bán hàng quan trọng nhất. Chương 5, lầm tưởng về giá cả. Chương 6, tiền bạc và tinh thần. Chương 7, bán hàng liên quan đến con người. Chương 8, điều kỳ diệu của sự đồng thuận. Chương 9, gây dựng lòng tin. Chương 10, cho đi, cho đi, cho đi. Chương 11, thúc đẩy người mua chốt giao dịch. Chương 12, hành động ồ ạt. Chương 13, nhóm ủng hộ. Chương 14, thời gian. Chương 15, thái độ. Chương 16, vụ giao dịch bán hàng lớn nhất cuộc đời tôi. Chương 17, quy trình bán hàng hoàn hảo. Chương 18, thành công. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline, tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Trong bán hàng, chương 19, bí quyết rèn luyện kỹ năng bán hàng. Chương 20, thiết lập kênh truyền thông mạng xã hội. Chương 21, tuyệt chiêu giúp chinh phục những thử thách lớn nhất trong nghề bán hàng. Về cơ bản thì cuốn sách này hướng dẫn người bán hàng cách đối thoại với chính bản thân họ và cách đối thoại với khách hàng của họ. Đối thoại với chính người bán hàng. Với bản thân người bán hàng, họ cần xác định tâm thế trước khi tham gia vào công việc cạnh tranh này. Bán hàng là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng họ đã thực sự hiểu bán hàng là gì chưa? Nhờ có người bán hàng, thế giới không ngừng vận động. Nếu như bạn làm nghề bán hàng mà còn chưa hiểu được bản chất công việc của mình thì rất khó để tự hào tiến xa cùng công việc. Thế giới sẽ ngừng quay nếu không có những người bán hàng. Nếu một sản phẩm không được bán và ra mắt công chúng, nhà máy ngừng hoạt động, toàn bộ hệ thống ngừng sản xuất, không cần phân phối hàng hóa, không cần lưu trữ hàng hóa, nhu cầu vận chuyển sụt giảm và hoạt động quảng cáo dừng lại. Sự vận động của toàn bộ nền kinh tế ngày nay phụ thuộc vào khả năng của người bán hàng. Động cơ kinh tế của xã hội hoàn toàn dựa vào khả năng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng không mua sản phẩm, nhà máy sẽ không sản xuất ra nó. Sau khi đã hiểu bản chất công việc, bạn muốn trở thành một người bán hàng vĩ đại thì hãy nhớ, bước đầu tiên và quan trọng nhất là cam kết bằng một giá. Bạn phải chấp nhận bán hàng là kỹ năng bạn phải học để đạt được thành công trong cuộc sống. Kỹ năng này là khởi điểm cho hành trình tìm đến một cuộc sống và sự nghiệp giàu có, sung túc. Đối thoại với khách hàng. Trong mảng này, bạn sẽ học được những bí quyết rèn luyện kỹ năng bán hàng, cách thiết lập kênh truyền thông mạng xã hội hay những tuyệt chiêu chinh phục khách hàng. Làm thế nào để tạo ra nhóm ủng hộ hay thúc đẩy người mua chốt giao dịch. Những điều này sẽ được chia sẻ ở nửa sau cuốn sách Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh. Nhận xét về cuốn Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh.
Với những thành tích khủng trong kinh doanh của Grant Cardone, chúng ta cũng không ngạc nhiên khi cuốn sách đúc rút kinh nghiệm thương trường của ông nhận được nhiều lời tán dương từ những nhà kinh doanh khác. Giám đốc điều hành tập đoàn Consumer Energy Solution đã nhận xét tôi yêu cuốn sách này vì nó dám nhìn thẳng vào sự thật. Đi theo con đường mà tác giả sắp đặt sẽ giúp mọi người cải thiện cuộc sống. Tôi đang buộc những người thân thiết với mình đọc cuốn sách này. Hay như giám đốc sản xuất của hãng phim Blanai Noam Novitsky chia sẻ, đọc cuốn sách của Grant Cardone khiến tôi trở thành một tín đồ với niềm tin mạnh mẽ rằng bất kỳ ai cũng có thể là cầu thủ bóng chày dứt điểm được một cú home run ăn điểm trực tiếp. Chấm. Lời kết, cách xử trí khi bị khách hàng từ chối, cách lật ngược tình thế, rút ngắn quy trình bán hàng và cách để bản thân ngày càng chuyên nghiệp hơn sẽ được trình bày trong cuốn sách Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh của Grant Cardone. Bạn có muốn tự bước những bước đi thành công trong kinh doanh, đừng bỏ qua cuốn sách bổ ích này nhé. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.